quá trời nhiều luôn rồi quý bà con mình ơi, quá trời nhiều luôn. Đây có con diều cực kỳ bự luôn kìa, diều màu xanh cực kỳ bự luôn. Trời ơi, hàng trăm con diều bay trên bầu trời luôn, quá đẹp luôn. Đi đi li ti nhỏ. Ok, thì bây giờ mình đi lại gần tí xíu ha, nơi mà ở những quý bà con cô bác mình tập trung để chơi tha diều tại thành phố Sa Đéc ha. Ok, let's go thôi nào. À, rồi đây là cái công viên mà nơi quý bà con mình tập trung chơi thả diều ở thành phố Sa Đéc nè. Đây đi quay vòng qua đây, bên đây vẫn có một ít ở bên đây nè. À, nằm trên đường vành đai nha quý bà con mình, đường vành đai của cầu Sa Đéc 2 á. Ở đây thì đang xây dựng hình như là khu dân cư rồi á, nên rất là khá là trống. Mọi người tập trung rất là đông luôn. Con gì bự trên thân ở đâu kìa, à, đó kìa. À, để mình đi vô trong cái xíu ha, phía bên kia quá trời đông người ta luôn kìa. Cho bên kia coi xem hơi như thế nào ha. Thử với bà con đi cùng đi với em, tiếp tục đi với em nha. Chiều rồi, lúc này em đi là 5 giờ hơn rồi nghe quý bà con mình, 5 giờ hơn buổi chiều rồi ha. Quá trời nhiều luôn nè, một khung cảnh rất là đẹp luôn nha. Cái bà con mình ở ngoài nhìn thấy thực tế nó mới đảo, bà con mình đủ cái loại màu sắc luôn. Này cao quá, bay cao quá, mình không có được một cái chiếc máy quay xịn để mình zoom gần ha. Phải có thể zoom gần nó rất là đẹp luôn. Cái bầu cá nữa kìa, zoom gần chứ. Ê, con cá hay con gắn vậy trời, con gắn luôn. Gắn cá mập gì kìa, phượng hoàng rồi đó kìa, rất là nhiều thể loại luôn, rất là đẹp luôn. Cái con gì xanh xanh bự bự hồi nãy là nãy có đi ngang là do một số bạn trẻ thả nha, à, như là có bay lên coi này bạn sẽ nên đem xuống rồi, nằm phía góc đằng kia. Cái con kia đem xuống nè, để chúng ta đi đến một cái góc khác đi ha. Đây cái đây có con diều đang lên kìa, kìa đó, đang lên nè. Để cái mùa thả diều này tầm tháng cuối tháng 1 đầu tháng 2 ha, âm lịch mình á, à, hầu như năm nào cũng tới có chưa. Đây thì đây là cái trục đường chính ngoài kia là quốc lộ với bà con mình, đi quốc lộ nè, khu thả diều lại trong đây. Đây là cái trục đường chính hay trong vô trong cái khu thả diều nè. Đấy, mình đi dài dài đây đằng kia theo cái trục đường chính nha. Để em để cái máy quay cho nó cố định lại cho đó. Rồi chúng ta bắt đầu đi ha. Hơi khó nha quý bà con. Rồi, khởi hành rồi. Thì cái tháng ngoài thả diều á thì nó bắt đầu cũng khá là lâu rồi, như là cũng khoảng hơn một tuần lại rồi. Nhưng hôm nay mới có thời gian đi quay với con mình xem ha. Rất là đông luôn. Tại do em không có cầm cái máy được, em đang để cái máy trên xe nên nó hơi lắc. Thì quý bà con mình thông cảm nha. Tiếp tục đi vui với em nha. Thank you.
rồi quá trời xe luôn. Đây cũng là những quán nước mía đồ đó nha mọi người. Đây là cái khu tập trung thả rông đông luôn ở khúc này nè. Đây có bán diều luôn nha mọi người. Bán đúng đích phô mai. Chặt diều con. Ngày chưa có diều mà muốn thả thì có thể mua diều luôn. Mình đi trên cái đoạn đường chính thôi, còn ở phía trên cái khu dân cư, ở phía trên khu dân cư nữa nha, ở phía trên đó, trên khá là đông. Giờ mình kiếm cái chỗ nào mình ngừng với mình quay cái cảnh tổng quát cho mọi người xem cái ha, quá đông rồi. Đây là cái chỗ ngã tư đường Trần Hy Nhượng nha. Những con diều bay trong buổi chiều rất là đẹp luôn. Đây là cái đường hồi nãy mình đi nè. Mọi người thấy không, rất là đông luôn nha. Thì hôm nay em đi có một mình nè, nên với lại hồi nãy em đi em quên em theo một số độ với bà con này, nên không có đậu xe lại để mà di chuyển đi bộ với bà con. Nhưng mà em nghĩ là quay theo cách tổng quát như thế này với bà con mình cũng thấy rồi, rất là đông vui luôn. Ở phía trên kia là cái chỗ đang xây khu dân cư đó mọi người ha. Hồi nãy là khúc đầu là mình đi trên đó đó. Ê, quân nãy quân xuống rồi mà đi dưới đây nè. Ngay được tới rồi con mình xem rất là nhiều nè, đậu trên đường xem rất là đông luôn. Để em ra phía ngoài đây, em qua dưới con xem cái con đường này kìa. Đó, đông khủng khiếp, đông luôn. Hồi nãy mới đi qua mà. Thì tầm buổi chiều tầm khoảng 3 giờ rưỡi 4 giờ đó bắt đầu mọi người đã tập trung lại hát diều rồi mọi người. Thì bộ môn này sẽ vô ra bộ môn tuổi thơ. Rồi thì đây là một cái video ngắn về tổng quát của thay diều của thành phố Sa Đéc mình ha. Rất là nhiều loại diều nha quý bà con mình, nếu có xem được ở thành phố Sa Đéc thì hãy ra đây vui chơi với con em mình, ra đây ngắm thay diều ha, rất là đẹp luôn. Rồi quý bà con mình xem video đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, like và chia sẻ nha, để em để đón xem những cái video mới ha. Rồi bây giờ video của mình hôm nay mình làm ngắn hôm nay tới đây thôi, bây giờ cũng trễ rồi. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha, hẹn mọi người ở video tiếp theo nha.